7 vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch ra thông cáo cho biết, trong bản khuyến nghị gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, có yêu cầu chính quyền Việt Nam phóng thích toàn bộ tù nhân chính trị và thực thi cam kết tôn trọng các quyền dân sự và chính trị cơ bản. Vậy, thế nào là quyền dân sự, chính trị cơ bản của con người? Theo Tuyên ngôn Thế giới về quyền con người năm 1948 của Liên Hợp Quốc, xác định quyền dân sự, chính trị gồm có quyền sống, quyền tự do và an ninh cá nhân, quyền không bị bắt làm nô lệ, quyền không bị tra tấn, quyền được đối xử nhân đạo, quyền tự do đi lại và cư trú, quyền có quốc tịch, quyền kết hôn và xây dựng gia đình, quyền sở hữu tài sản riêng. Quyền chính trị là quyền tự do cơ bản của cá nhân, quyền bình đẳng về phẩm giá, quyền tham gia vào quản lý đất nước, quyền tự do tư tưởng, quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội và hội họp hòa bình. Những quyền này đã được đưa vào Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị năm 1966. Năm 1982, nhà nước Việt Nam đã ký và thông qua Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị cơ bản của con người. Cho nên, cần khẳng định ngay rằng, những khuyến nghị trên đây của tổ chức Human Rights Watch là hoàn toàn thiếu khách quan, mang tư tưởng phán xét áp đặt, thậm chí là có chủ ý xấu. Bởi ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm và lại càng không có tù nhân chính trị. Trước khi bàn kỹ hơn về sự sai trái trong đánh giá về quyền con người tại Việt Nam, chúng tôi muốn cho Human Rights Watch biết một sự thật hiển nhiên, đó là quyền dân sự và chính trị cao nhất mà con người ở bất cứ quốc gia nào muốn được hưởng, thì quốc gia đó, dân tộc đó phải thực sự được độc lập. Và ở Việt Nam, kể từ mùa thu lịch sử tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên lật đổ ách đô hộ của thực dân phong kiến, thành lập nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Cũng từ thành quả cách mạng ấy, người dân Việt Nam mới biết đến quyền con người. Còn trước đó, nhân dân Việt Nam bị đế quốc ngoại bang đô hộ phong kiến bóc lột, hàng vạn chiến sĩ cách mạng bị bắt, tù đầy, tra tấn và hy sinh. Nhưng không thấy có bất cứ ai lên tiếng cho quyền được sống, quyền tự do của người dân Việt Nam. Quyền của mỗi con người trước hết phải được sống, được ăn, được ở, được mặc, được học hành. Thì đấy chính là những cái quyền rất cụ thể mà sau cách mạng tháng 8, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết sức phấn đấu để thực hiện. Phát triển lên nữa đó là quyền con người về chính trị. Thế thì cái quyền con người về chính trị ấy chính là quyền được lần đầu tiên ở nước ta, người công dân, người dân Việt Nam mới được đi bầu cử ra những người đại biểu đại diện cho cái quyền lợi ích của mình và cái quyền dân chủ thể hiện rất tập trung ở cái quyền được thực hiện cái bầu cử theo chế độ phổ thông đầu phiếu. Cho đến sự nghiệp đổi mới hiện nay đấy, thì hiến pháp năm 2013 đã có hẳn một chương về quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Thế thì đấy chính là sự nối tiếp và cũng là phát triển những cái tư tưởng quan trọng nhất của cách mạng tháng 8 về quyền con người. Trong suốt hàng chục năm qua, Việt Nam đã nỗ lực từng bước thực hiện đầy đủ toàn diện các quyền chính trị, dân sự của người dân. Quyền sống là quyền trước tiên và quan trọng nhất của con người. Nhà nước Việt Nam đặc biệt ưu tiên và nỗ lực cao nhất nhằm bảo đảm quyền sống cho mọi người dân, kể cả những người phạm tội. Mọi hành vi xâm phạm quyền sống của con người bị coi là hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất và bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Bộ luật hình sự Việt Nam đã dành 18 điều luật quy định những mức án nghiêm khắc đối với các tội trực tiếp hoặc gián tiếp xâm phạm đến quyền sống của con người. Quyền tự do, bất khả xâm phạm về thân thể và tôn trọng nhân phẩm được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ các căn cứ, điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền áp dụng các biện pháp như việc bắt giữ, tạm giam. Bộ luật hình sự có các điều khoản nghiêm cấm các hành vi tra tấn, dùng nhục hình và bức cung. Phạm nhân được hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ, được khám sức khỏe định kỳ
được học văn hóa để xóa mù chữ, phạm nhân chưa thành niên được phổ cập tiểu học. Việc dạy nghề với phạm nhân chưa thành niên là bắt buộc. Một trong những thành tựu nổi bật của Việt Nam về việc đối xử nhân đạo, khoan hồng với tù nhân, những người lầm lỡ, tạo điều kiện cho họ trở về với cuộc sống lương thiện bằng việc đặc xá vào các dịp lễ lớn của dân tộc. Ở Việt Nam, không có việc những người vì tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật. Việc chúng ta xử lý những cái nhân vật mà vi phạm pháp luật với tư cách là một công dân bình thường, thế nhưng mà họ cho rằng đấy là những hành động đàn áp tôn giáo, rồi đàn áp dân tộc. Những cái điều đó là chúng ta phải phân tích rất rõ, nhận thức rất rõ để chúng ta xử lý một cái đúng đắn. Những cái đối tượng mà sử dụng nhân quyền để chống phá nhà nước và chế độ, cái bản chất của nó thì là họ muốn nhằm thay đổi cái chế độ chính trị cũng như cái vai trò lãnh đạo của Đảng ở đất nước chúng ta. Việt Nam chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Hiến pháp Việt Nam nêu rõ, nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Đây là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Trong mỗi kỳ họp Quốc hội, phần chất vấn các thành viên chính phủ đã trở thành việc làm thường xuyên, có tác dụng như diễn đàn để người dân thông qua đại biểu của mình chất vấn cách thức điều hành của chính phủ, đặc biệt đối với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng và đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức. Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội đã tạo điều kiện cho người dân thực thi các quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của chính phủ. Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân. Sự phát triển nhanh chóng, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung và số lượng phương tiện thông tin đại chúng là một minh chứng về tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin ở Việt Nam. Năm 1990, Việt Nam chỉ có 258 báo và tạp chí. Đến tháng 6 năm 2017, số lượng cơ quan báo tạp chí in đã được cấp phép là 982, trong đó có 193 báo in, 639 tạp chí, 150 cơ quan báo điện tử đã được cấp phép. Hiện cả nước có 67 đài phát thanh truyền hình trung ương và các địa phương, hơn 600 đài truyền thanh cấp huyện, 54 kênh truyền hình nước ngoài được truyền phát rộng rãi ở Việt Nam như CNN, BBC, TV5, DW, HBO. Hệ thống mà pháp luật của chúng ta từ hiến pháp, phải không? Pháp luật rồi đến những cái văn kiện dưới luật của chúng ta hoàn toàn là tương thích với lại luật quốc tế về quyền con người. Chúng ta cũng đã nội luật hóa các công ước đó đấy vào trong hiến pháp và hệ thống pháp luật của mình. Cái hệ thống pháp luật của chúng ta về thông tin, về quyền tự do ngôn luận, báo chí đúng là một cái nhân tố đang thúc đẩy cái sự phát triển của chúng ta. Người dân Việt Nam ngày càng được tiếp cận tốt hơn với công nghệ thông tin, đặc biệt là Internet. Tính đến tháng 4 năm 2018, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 7 với 58 triệu người dùng Facebook. Tuy nhiên, một số cá nhân hiểu chưa đúng hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam lại cho rằng luật an ninh mạng có nội dung cản trở nghiêm trọng quyền tự do biểu đạt trên mạng Internet. Xin nhắc lại rằng, Việt Nam không ngăn chặn Internet lại càng không cản trở quyền tự do bày tỏ quan điểm của mọi người dân. Nhưng Việt Nam sẽ kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm những ai lợi dụng truyền thông, mạng xã hội để kích động, chống phá, gây tổn hại đến an ninh đất nước. Đây cũng là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng phải thực hiện để bảo vệ thể chế chính trị của mình. Việt Nam không phải là ngoại lệ. Luật về an ninh mạng bóp nghẹt cái quyền thông tin hay là cái quyền con người thì đó là sự xuyên tạc. Và ta phải giải thích cho quần chúng hiểu rõ là cái luật về an ninh mạng là cần thiết phải ban hành. Và các nước người ta cũng ban hành. Thế thì mọi người công dân theo những quy định trong những điều của luật ấy, thì mọi công dân đều được tự do sử dụng cái thông tin trên mạng. Thế nhưng mà chúng ta cấm là cấm những cái điểm mà nó nguy hại
ảnh hưởng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến cái lợi ích của quốc gia dân tộc, lợi ích đến bí mật quốc gia, và lợi nó xâm phạm đến riêng tư của mỗi con người đó, thì chính là ngăn chặn những cái tiêu cực. Thế thì cái điều đó là cái điều cần thiết mà bất kỳ một chế độ nào, một nhà nước nào cũng phải quản lý theo hệ thống pháp luật như vậy. Một số đài báo nước ngoài cho rằng các quyền tự do nhóm họp và lập hội cũng bị cản trở nghiêm trọng. Điều đó không đúng. Ở Việt Nam, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, còn có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể như công đoàn, phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội nông dân và trên 300 tổ chức nhân dân, bao gồm các tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, còn có hàng nghìn hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và tuân thủ pháp luật. Việt Nam là một quốc gia có nhiều tôn giáo và nhiều loại hình tín ngưỡng. Khoảng 80% người dân Việt Nam có đời sống tín ngưỡng tôn giáo. Ngay sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh chính sách tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết. Trong chương trình hành động của chính phủ, coi đó là một nhiệm vụ cấp bách của nhà nước Việt Nam. Bác Hồ mới dùng cái từ là lương giáo đoàn kết, tức là đồng bào theo đạo và đồng bào không theo đạo, hoặc là theo các cái tôn giáo khác đều có thể đoàn kết vì lợi ích của đất nước, của quốc gia dân tộc, nghĩa là phải bảo vệ cho được cái nền độc lập, phát triển nền độc lập của dân tộc, bảo vệ cái lợi ích của nhân dân. Thế và sau này thì những cái quyền tự do tôn giáo ấy được quy định trong hiến pháp, Đảng nhà nước tôn trọng cái quyền đó và cũng nhấn mạnh là mọi người công dân Việt Nam thì có quyền theo hoặc không theo một cái tôn giáo nào. Đồng thời tất cả những người theo các cái tôn giáo đấy thì đều hướng tới cái mục tiêu là đoàn kết dân tộc vì cái lợi ích của quốc gia dân tộc. Luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 là bước ngoặt lớn, tạo sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người. Đồng thời, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và các giá trị dân chủ, văn minh của loài người và chủ nghĩa xã hội được phát huy. Hiện nay thì Đảng và nhà nước ta thì có cái chính sách, đó là một cái chính sách lớn tự do tín ngưỡng hoặc là tự do không tín ngưỡng cho tôn giáo. Cái hành lễ hàng ngày của nhà chùa, của Phật tử nó cũng có một cái tự do. Cái lễ nào đông người thì mình cần thì mình báo chính quyền, ủy ban xã cử công an du kích này nọ kia vô giữ an ninh cho. Cái phần trùng tu sửa chữa hoặc là xây mới thì mình phải báo cho chính quyền hoặc gọi là làm đơn trình chính quyền, một là ủng hộ về tinh thần, nếu mà công trình lớn nhà nước cũng tài trợ ủng hộ. Trong báo cáo hàng năm, tuy thừa nhận Việt Nam có chuyển biến tích cực, nhưng một số tổ chức cá nhân luôn cố ý đánh giá tiêu cực về tình hình tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Chẳng biết dựa vào đâu mà họ còn lớn tiếng vu cáo Việt Nam đàn áp tôn giáo, trấn áp các chiến sĩ bảo vệ nhân quyền. Đặc biệt vừa qua, khi một số đối tượng lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để thực hiện các hành vi chống phá xã hội bị xử lý theo quy định của pháp luật, tổ chức Human Rights Watch có tìm hiểu để biết hành trình phạm tội của những người này hay không, mà lại vội vàng cho rằng Việt Nam đàn áp tôn giáo khiến cho không ít người đặt câu hỏi Human Rights Watch đang diễn trò gì? Những cái tổ chức mà Human Rights Watch phòng lấy tin ấy, là những cái tổ chức chống phá nhà nước, là những cái tổ chức không phải là những tổ chức chính thức, tức là không được nhà nước Việt Nam thừa nhận. Đấy. Cho nên nhìn vào cái phương diện các cái chứng cứ đó thì chúng ta có thể nói rằng là hoàn toàn thiếu cái độ tin cậy. Những cái người
phải không ạ, đưa thông tin lên trên mạng rằng họ bị bắt bớ, phải không ạ, thì đấy chẳng qua là một cái sự chuẩn bị để cho họ có những hành vi phạm pháp. Việt Nam là một quốc gia có 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số. Hiến pháp năm 2013 nêu rõ, nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Chính phủ thực thi nhiều chính sách về phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, ưu tiên đầu tư hạ tầng, giải quyết đất sản xuất, đất ở và các nhu cầu thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống văn hóa xã hội cho đồng bào nghèo thuộc dân tộc thiểu số. Trong mỗi thời kỳ lịch sử của cách mạng Việt Nam, việc bảo đảm quyền con người mang những nội dung khác nhau. Nhưng có thể khẳng định, thực hiện công cuộc đổi mới là thời kỳ Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn, bảo đảm các quyền và tự do của con người. Còn những tổ chức cá nhân muốn phán xét thì cũng phải bắt đầu từ bản chất sự việc, hiện tượng và nhất thiết cần đủ thời gian, kiến thức, thông tin nhiều mặt. Chứ đừng vội vàng phán xét theo kiểu mũ ni che tai, nhắm mắt nói bừa để rồi tự biến mình thành kẻ a dua, giả dối.